Xin chào tất cả mọi người, hôm nay em lên lô này là lô cần phíp ạ, toàn bộ là chất liệu phíp đó nha. Và cái này thì em sẽ bán theo cặp, một cặp là sẽ bao gồm hai cây, một cây là từ 4 mét trở lên và một cây từ 3 mét nha mọi người, trở lên từ 3 mét đổ lại, 36 đổ lại, từ 3 tới 36 trong khoảng đó nha. Nói chung là mọi người kênh nào thì vui lòng inbox qua Zalo 0931272712 giúp em nha. Cái này em bán theo cặp nha mọi người, và phí ship thì bưu điện sẽ tính nha. Cho em không biết, cho em thì không tính phí ship nha mọi người. Có những nơi tầm 30, có những nơi tầm 35, hoặc là có những đơn nhiều thì 50-55, tùy vào đơn nha, là mọi người thông cảm giúp em. Em lên cái mã đầu tiên đây. Mã đầu tiên là lô cần này, lô cần nhỏ nhỏ các bạn nha, tầm 2 mét mấy, 3 mét mấy, có 1, 2, 3, 4, 5 cây, 6 cây. 6 cây này xài được, còn lại 3 cây này là cây này thì nó không có đít, cây này thì nó đít, nó bị này như thế này nè. Rồi còn một cái cây này thì nó bị lỗi cái lóng thứ hai, nó bị mẻ một miếng nha. Nên là 3 cây này thì em tặng theo thôi. 2 4 6 6 cái này, lô này em bán cho mọi người 300.000 nha mọi người. 300.000. 9 cây đó. 9 cây đó 300.000 nha. Về cho mấy đứa nhóc á, hè nó câu hè, đi câu suối đi theo cũng vui nha mọi người. 300.000 tới lô đó nha. Rồi, tiếp theo em lên cây mã số 1. Một cây 3m6 nè. Ồ. Cặp này 3m6 hết rồi. Rồi, cặp này 3m6 mọi người. Cặp này 3m6 hết rồi, để em đổi nha. Em đổi một cây 4m vào. Đây, mã số 1. Em đổi một cặp, một cây 4m và một cây 3m nha. Trên 3m như em nói đó, đó, hai cái đọt đều mảnh như nhau nha. Đó. À, cây đọt 36 thì bự hơn chút đó, lóng cần như thế này. Một cây giảo trúc và một cây như thế này. Cây này hàng Trung Quốc nha mọi người. Rồi, mã số 1 giá 200, đồng giá 200 một cặp hết nha mọi người. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 là một cây này. Và một cây China luôn. Đây, cây này 2m, cây China này 2m, 2m7 thôi. Rồi, một cặp này giá 200 nha mọi người. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là cây mã số 3 nè, là cây đây. Cây này một cây 4m4, một cây Trung Quốc 2m7 nha. Đọt cây này. Đây, hai cây đọt mạnh thế nha mọi người. Đó, như thế này. Hàng này thì không có cây nào chạy sức nhiều hết nha mọi người. À, mã số 3, tiếp theo mã số 4. Đây. Mã số 4. Cây màu xanh. Cây màu đà này. Cây màu xanh độc mạnh nhưng cây này độc bự này. Đó, đó là cây mã số 4 nè. Đây, tiếp theo là cây mã số 5. Một cây China và một cây giả trúc, độc mạnh nha, nó có một cái kèm theo. Đó, rồi nó như thế này nha mọi người. Cây mã số 5 này đồng giá 200 hết nha. Tiếp theo là cái mã số 6 là một cặp. Cặp này là một cặp giá trúc nè. Cần ráp khúc. 36 hết. Rồi 36 hết. Cặp này được trước bán 300, giờ em để cho mọi người 200 thôi, nguyên cặp nha, 200 nguyên cặp. Tiếp theo là cây 36 với cái 4 mét mấy đây nè. Nguyên cặp đây mọi người. Đó, cây 4 mấy độc bự nè. Cái này cũng độc bự, hai cây này độc bự hết nha. Để em rút cây này có phải 4 mét không đây? Sao nghi ngờ quá vậy? Rồi, hai cặp 3m6 hết rồi. 3m6, 3m8 hết rồi. Rồi, hai cặp này 3m này hết nhưng mà đọc bự hết nha mọi người. Cặp đó. Rồi, tiếp theo là cây này. Cặp đó là cặp mã số 7, tiếp theo cặp mã số 8. Một cây 3m6 đọc bự. Cây này 36 đọc bự luôn nè. 2 cây 36 hết sao? 2 cây này 36 hết rồi mọi người. Đọc bự hết. Rồi.
Nếu mà mọi người thích một cây nào trong cái cặp này thì em sẽ lấy ra và em tách lẻ thì em sẽ cặp thêm cái cây khác bốn mấy mấy cho mọi người nha, chứ còn em không 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 tách lẻ được. Tách lẻ thì không biết tính như thế nào hết ha. Rồi theo cái mã số 9 này, cây này đóng khoen chẳng nổ hết rồi nè, đó 2, 4, 5 giờ cây này cũng đọt bự nè. Đó, cây này đọt mạnh, một cây 3 mét mấy, một cây 4 mét mấy nha. Đó, như thế này ha. Đó, rồi đó là cây mã số 9. Tiếp theo là cây mã số 10, một cặp 200 thì dễ mua vừa tiền mọi người, dễ công nữa. Một cây đai hoa và một cây 3 mét 6 ha. Đọt cây đai hoa đọt mạnh nè, rồi còn cây 3 mét 6 đọt bự nha. Đây, cây đai hoa thì có chày sức nha. Cây mã số 10. Tiếp theo là cây mã số 11. Một cây đọt mạnh nè, hai cây đọt mạnh hết rồi, đó là như thế này. Đó là cây mã số 11 ạ. Tiếp theo cây mã số 12. Đây cây mã số 12 đây, là một cặp như thế này, một cặp dạ trúc và một cây, hai cây này chắc là đọt mạnh hết rồi. Rồi cây 3 mét mấy thì đọt bự hơn chút nha. Đây, em quay cho mọi người xem vẻ bề ngoài thôi nha. Tiếp theo cây mã cuối cùng là cây mã số 13. Đây, đó, đọt mạnh hết nha. Được đóng cây này, cây 4 mét được đóng hơn chống nổ rất là đẹp rồi. Cây này chắc 4 mét, thấy 4 mét nè, cây này thấy ghi 4 mét nè. Rồi, mọi người ăn cái nào thì móc qua Zalo cho em nghe. Cảm ơn mọi người.